Cậu thanh niên này vì muốn giải quyết phiền phức cho bạn thân của vợ, nên trốn trong một góc âm thầm quan sát tình hình. Anh tìm thấy một thứ gì đó có tác dụng bên cạnh người, tiến hành một động tác đơn giản, chỉ nhìn thấy một con ốc bay thẳng về phía người đàn ông đang ngồi trên xe lăn kia. Vì quá đau nên anh ta đứng dậy kêu lớn. Điều này cũng khiến lời nói dối của anh ta bị bại lộ, khiến mọi người ở đó đều rất ngạc nhiên. Chuyện này cũng dễ dàng được giải quyết. Sau khi giải quyết việc xong, anh quay lại xe. Giải quyết xong rồi sao? Anh giải quyết như thế nào vậy? Quá đơn giản, chỉ cần đánh một trận là xong. Yên tâm đi, hỏi anh cũng vô ích. Ai ra, đau quá, đưa tôi đến công ty. Được. Mặt khác, ở trong võ đường, ông chủ của công ty điều tra biết được nhân viên của mình đến làm loạn, nhưng anh lại không chút vội vàng đi tới giải quyết. Mà ông chủ này cũng là chiến hữu của nam chính Lưu Thanh. Khi Lôi Thạc đang tìm hiểu tình hình thì tiểu phó cũng vội vàng chạy tới võ đường. Nhìn khuôn mặt tức giận, mọi người đoán rằng cô ấy sẽ gây ra chuyện phiền phức, nhưng không ngờ vừa mở lời, anh đánh tôi một trận là được rồi. Tôi vốn muốn bạo lực, nhưng bây giờ không muốn làm to chuyện nữa. Anh đánh tôi cũng được, hoặc để tôi mời anh bữa tối cũng được, uống cùng anh hai cốc cũng được, chỉ cần giải quyết được chuyện này là được. Lôi Thạc nghe những lời của tiểu phó, anh cũng hiểu ra được nguyên nhân là vì sao. Anh muốn dựa theo những quy định mà trước đây đã đưa ra của võ đường, là đánh những thuộc hạ một trận, nhưng tiểu phó đã từ chối. Lôi Thạc thay mặt công ty xin lỗi tiểu phó và thừa nhận bồi thường những thiệt hại ở đây. Lưu Thanh và Vãn Tình đang trên đường về công ty. Vãn Tình không chịu được đã gọi điện cho tiểu phó để hỏi tình hình. Lưu Thanh, anh ta đã tự mình vào trong võ đường, sao tớ không gặp người này? Có điều chuyện đã được giải quyết. Sau khi xác nhận chuyện đã được giải quyết, Vãn Tình nhìn Lưu Thanh rồi suy nghĩ gì đó. Buổi tối, trong nhà của Lôi Thạc, em trai của anh đang báo cáo người đi cùng Vãn Tình và điều tra ra buổi chiều nay Lưu Thanh đã đến võ đường, nhưng chỉ ở ngoài nhìn xong rồi rời đi. Sau này gặp anh ta thì phải biết nhượng bộ rút lui. Nếu có thể tránh được thì tốt nhất nên tránh. Sau đó, anh ta lại tìm hiểu tình hình của tiểu phó. Xem ra anh ta rất có hứng thú với võ đường. Mặt khác, Lưu Thanh và em gái của bạn quá rảnh rỗi nên đã đến quán net chơi game. Lưu Thanh vẫn là cao thủ chơi game, nhân lúc rảnh rỗi còn đi kiếm thêm chút tiền. Ngày hôm sau, Lưu Thanh dậy muộn, nhận ra sắp trễ giờ làm rồi. Tiểu Mễ, sao cô không gọi tôi dậy? Mộ tổng không cho gọi anh dậy, muốn để anh ngủ thêm chút nữa. Ngủ thêm chút nữa à? Ai ra, đi làm muộn thì sẽ bị sếp trừ lương. Quay lại, ngồi xuống. Vãn Tình bảo anh ngồi xuống từ từ ăn. Hôm nay đi làm cùng cô, đây cũng là vì muốn trả ơn hôm qua Lưu Thanh đã giúp cô. Thái độ của Vãn Tình với Lưu Thanh cũng thay đổi. Tiếp sau đây, họ sẽ châm thêm tia lửa nào đây? Lưu Thanh đang chăm chú quan sát người vợ tổng tài của mình đỗ xe vào chỗ để xe. Các bạn hãy nhìn kỹ thuật đỗ xe của cô ấy. Có phải là khi bạn nhìn thấy vợ mình lái xe đúng không? Cũng căng thẳng như vậy. Chỗ đỗ xe rộng như vậy sao cô không lái vào được? Cô mua bằng phải không? Lưu Thanh cố tình dọa Vãn Tình. Anh lên xe chỉ cần vài đường cơ bản đã đỗ được xe. Nhìn thấy cảnh này, Vãn Tình nghĩ có một người đàn ông bên cạnh cũng tốt. Trong phòng làm việc, giám đốc Dư mang bản mẫu của sản phẩm mới đến và xin Vãn Tình cho cô tự mình quyết định nhân viên của bộ phận nghiên cứu, bởi vì một cổ đông khác của công ty là ông Tiền đang để ý đến sản phẩm này. Vãn Tình đã đồng ý với yêu cầu của cô và bảo cô giữ bí mật về những số liệu này, không được để lộ ra ngoài. Thật ra Tiền tổng luôn muốn cướp lấy hạng mục này. Ông ta sắp xếp người để nghĩ cách lấy được dữ liệu của hạng mục này. Không ngờ rằng kế hoạch này của họ đã bị Lưu Thanh phát hiện. Lưu Thanh còn chụp ảnh lại. Buổi tối, giám đốc Dư cầm vật mẫu nghiên cứu đáng giá về nhà. Kết quả phát hiện có người theo dõi mình, vì vậy cô bước nhanh hơn. Cô còn giả vờ bình tĩnh, gọi điện thoại rồi lớn tiếng bảo chồng đến đón mình. Không ngờ những người này vẫn bám theo không rời. Khi nguy hiểm tới gần, một người đội mũ đeo khẩu trang đen xuất hiện đã đánh ngất cô. Những tên côn đồ nhìn thấy chuẩn bị ra tay, nhưng không lâu sau đã bị người đàn ông mặc quần áo đen này đánh ngã. Người đàn ông mặt đầy râu không phục nhưng không dám đi tới, sau đó vội vàng bỏ chạy. Một lúc sau, trưởng phòng Dư đã tỉnh lại. Cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của bảo vệ công ty Lưu Thanh. Lúc này, Lưu Thanh cũng đã thay quần áo. Anh nói mình chỉ đi qua đường, nhưng trưởng phòng Dư không tin anh. Lưu Thanh nhìn thấy cô không sao nên quay người đi tới quán net chơi game, nhưng trưởng phòng Dư đã gọi anh lại muốn đi cùng. Trong quán net, một người là cao thủ còn một người cùi bắp. Có phải rất giống bộ dạng lúc bạn chơi game với người yêu mình không? Nhưng cô ấy vẫn muốn chơi cùng bạn. Trưởng phòng Dư lấy lý do đi mua nước để đi tới quầy thu ngân thăm dò về Lưu Thanh, nhưng không có thông tin gì. Trưởng phòng Dư sau khi về nhà, cô nhớ lại những gì đã xảy ra tối nay. Cô cảm thấy là Lưu Thanh đã cứu mình. Nhìn biểu cảm của cô ấy dường như đã có thiện cảm với anh chàng. Bà ngoại, anh đừng cố tỏ ra thân thiết như vậy. Anh ấy là, bà biết, anh ấy tên Lưu Thanh. Cháu rể tới chơi thì sẽ có cảm giác thế nào vậy? Lúc này cả nhà đang cùng bà ngoại chơi mặt trược. Lưu Thanh phát hiện bà ngoại đang tạo số 13. Những con bài trên bàn xuất hiện 3 quân 90.000. Lưu Thanh phán đoán bà ngoại muốn quân bài hồ chính là quân bài 90 kia. Trùng hợp quân cuối cùng đang ở trong tay anh. Muốn cho bà ngoại vui, khi anh xếp bài, đã nhân cơ hội đó tráo đổi quân bài trong tay mình, đánh một quân bài ra. Nhưng vợ mình lại không hiểu ý anh nên đã ra bài. Lưu Thanh không còn cách nào, chỉ đành giả vờ lấy thêm một quân bài. Anh sợ vợ mình lại không hiểu ý quân 7. Em không đánh đúng không? Em không đánh. Bà ngoại vui mừng sờ vào hàng bài ở dưới, nhìn quân bài trong tay, bà do dự không dám đánh. Lúc này, cháu rể lại giục bà ngoại đánh. Dường như trúng bài rồi. Wow, bà ngoại giỏi quá. Ha ha ha,
bà ngoại thật lợi hại. Vãn Tình và Lưu Thanh nói chuyện với bà ngoại ở phòng khách. Bà ngoại đang nói chuyện trước đó của Vãn Tình, là một binh đặc chủng với sự nhạy bén. Anh phát hiện ra cốc thuốc phía sau bà ngoại. Lúc này bảo mẫu cũng trùng hợp đi tới mang thuốc cho bà ngoại uống, vì không muốn Vãn Tình lo lắng về tình hình sức khỏe của mình. Bà nói dối đây là thuốc bổ trợ. Nằm trong phòng ngủ, Lưu Thanh lấy điện thoại xem phiếu xét nghiệm ung thư của bà ngoại. Tình hình sức khỏe của bà ngoại thực sự rất đáng lo, chỉ là không muốn mọi người trong nhà lo lắng. Sáng hôm sau, Lưu Thanh vẫn đi làm việc như bình thường. Vẫn như mọi ngày, anh vẫn chơi game trong giờ làm việc. Thông qua camera phát hiện xe của vợ mình đi tới, anh vội vàng đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo. Khi vợ đi qua thì cúi chào 180 độ. Mặt khác, một nhân viên bảo dưỡng gia công phần mềm đã đi tới bộ phận nghiên cứu. Anh ta nhân lúc mọi người không chú ý đã lấy số liệu trong ổ đĩa, mà trưởng phòng Dư cảm thấy có gì đó bất thường nên lập tức kiểm tra máy tính, phát hiện số liệu đã bị lấy đi. Cô vội vàng đuổi theo để bắt tên trộm lại. Đứng lại, đứng lại, bảo vệ bắt anh ta lại giúp tôi. Trưởng phòng Dư nhìn thấy bảo vệ của công ty liền lớn tiếng gọi để họ cùng đuổi theo tên trộm. Lúc này Lưu Thanh cũng nghe thấy tiếng gọi bắt trộm, anh vội vàng đuổi theo. Là lính đặc chủng nên Lưu Thanh rất nhanh nhẹn, nhắm chuẩn cơ hội liền lao tới bắt lấy tên trộm. Lưu Thanh vì muốn che giấu khả năng của mình nên đã đóng giả làm người bình thường. Sau khi mọi người tới đã đưa tên trộm đi, trưởng phòng Dư nhìn thấy bảo vệ hôm qua đã cứu cô nên lại muốn mời anh ăn cơm. Lưu Thanh đã từ chối rồi rời đi. Nhìn phía sau Lưu Thanh, cô lại nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, càng cảm thấy người hôm qua chính là Lưu Thanh. Trong phòng làm việc, trợ lý đã lấy văn kiện của Lưu Thanh và trưởng phòng Dư để hợp tác với bên bảo vệ, để Vãn Tình ký. Nhưng không ngờ Mộ tổng đã ghen. Chỉ là công việc mà thôi. Đợi đến buổi tối tan ca, Lưu Thanh đã nhân cơ hội đến trêu Vãn Tình. Tôi sẽ đi báo cáo với bộ phận an ninh. Từ lần sau những công việc của công vụ, tôi sẽ không tham gia nữa. Sao lại dũng cảm vậy chứ? Có bị thương không? Vợ yên tâm nhé. Bảo vệ nhỏ, sau khi được thăng chức thì sẽ có chuyện gì thú vị không? Hẹn mọi người ở tập tiếp theo nhé.